Đây cái đặc thù của cái xe phở này mọi người, ngay trung tâm. Dạ anh Dũng rồi, đợi em chút xíu luôn. Anh Dũng có liền của anh ăn ở đây em mang về. Ăn đây rồi, đợi cho chút xíu luôn ha. Chơi chút đi, đừng gấp ông xạo. Cho miếng tiêu vô. Cho em gái đó đi đó. Bây giờ chưa đâu, tới thằng ra 7 rưỡi, 8 giờ đồng nhạc ra. Của em gái đó đó. Của em gái đó, còn bán về xe nè. 8 giờ, 8 rưỡi, cái là bữa ăn qua mới cái 9 giờ là đi ghé ngang rồi. Lấy cái gì gân cái gì? Tại vì, dạ dạ thôi giùm em. Lấy cài nha. Lấy cài. Ồ, cắt vô không thiếu tiền luôn. Ok. Mẹ thiệt cái chứ. Tận dụng nguồn nhân lực. Cay cay cho miếng tiêu vô luôn chị Mai ơi. Tải với viên không chị? Có tiền không? Ok, cảm ơn. Anh bỏ cái tiền vô giùm em cái. Đây có ngay. Mình sẽ ghé đây mua rồi giờ đi nha. Tải viên đi luôn bà con ơi. Có anh này ăn luôn nè. Ít bánh nhiều rau nè. Quá trời quá đất bánh luôn. Đâu anh nào? Anh này tước trước đi. Là bữa nay là đi phở mà 25 rồi, tái viên một phần tái viên. Có một con phở tập cẩm đặc biệt nha. Ok. Tái rồi nạm đầu ra. Đầy đủ hết luôn phải không anh? Tập cẩm là có đủ luôn. Rồi. Nhiều hành, nhiều tiêu. Dạ dạ. Cái này là gia truyền luôn rồi. Cái này không phải gia truyền, không ai truyền cho tôi hết trơn á, tôi tự truyền thôi. Đúng rồi, đưa giùm em. Rồi cho cái cái gì tái với bò viên. Nem đi, cho tái bò viên đi một cái đi đã, xong rồi. Bình thường hàng năm năm trước quý vị các bạn thì chỉ bán là một tô có 20 năm thôi. Năm nay có một số món là điều chỉnh giá là lên 5k, còn như hôm nay là mở thì là 60.000 hai tô này. Đúng rồi. Rồi, cho ngoài xe luôn. Thôi tiền không đẹp ơi, 30. Ít bánh nhiều rau cho sếp của tôi. Đây, tiền vô lấy trời tiền ơi vô. Lấy tiền mà. Tôi thấy tiền là lẹ lắm. Ôi giời ơi. Nạm gân á. Ủa nạm gân cái này là cho gân. Đây của em này đặc biệt. Đây đúng rồi, đây tô đặc biệt. Đây của anh trước đi đã rồi. Của em là sao? Đúng rồi trời ơi. Trễ giờ mà còn đứng hoài chết nhỏ luôn. Cầm giùm em. Cho cái tô này đặc biệt nè. Dạ. Đứng lo say mê thối tiền không. Rồi cho áo đỏ một hộp đi luôn. Cho áo đỏ một hộp đi. Áo đỏ áo xanh gì cho đi luôn. Rồi. Một đặc biệt luôn. Thứ đầy đủ hết luôn. Tái luôn không anh? Tái bò viên. Dạ, đầu hành, đầu khổ gì có hết luôn. Quá trời, quá đất. Trời, cái tô này nhìn anh hấp dẫn này trời. Tô 40.000 thôi bà con ơi, mà một tô bưng không nổi bà con ơi. Nhìn tô thấy khác khác. Tô 40 thôi. Quá chất lượng luôn. Quá rẻ luôn. Đây, cho em gái đó đi luôn nè. Cho em thêm miếng ớt hả? Đã quá. Ok, để đi lấy. Cái phần gân nè, cái phần gân bò nhìn ngon ghê luôn á. Này thấy cái đây cho chú đang tô luôn đi chị Mai ơi. Em gái áo xanh nước chung nha. Nước chung luôn. Thối 20 tiền thối luôn bà con ơi. Nhiều người ăn lẹ ghê luôn. Con hình như xong rồi không? Chưa lấy tiền. Rồi có em gái áo đỏ nè, 30k đi luôn nè gái ơi. Khoan đợi chị cột cái này cái. Nè chị Mai cho em áo đỏ đi nè, thôi 170 nè. Đây chị gửi luôn bé ơi. Cái này nước chung luôn á gái. Nước chung ăn chú áo xanh. Để em áo trắng. Thôi gửi nốt ăn đưa luôn. Đưa nhiêu? Trời ơi, chi cho nhiều được rồi. Khỏi thiếu luôn cũng được nữa. Nè cột cái này lại, cho cái này vô nè Mai. Cái tô của anh áo xanh đó. Anh áo xanh, xanh nào? À anh kia. Rồi có của ảnh luôn. Cất bớt một cái rồi mua Phật cái gì vậy? Tưởng cái này không có. Bỏ bớt một cái đi, lu sơ bu quá. Thách gì quá rồi. Dĩ rồi. Chung lại cũng chưa dí với nhiều hết trơn. Rồi chú ơi.
Còn miếng tương á. Miếng tương đem rồi đầy đủ hết rồi. Đây 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 đây. Ăn đây luôn hả gái? Ít vốn kỹ không ăn hết. Còn ai nữa không kìa? Đó tôi lấy hai bịch bún sẵn rồi đó, còn đây đó. Rồi rồi rồi, từ 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 từ. Lấy gần với viên. Gần với viên. Không được lấy ớt, gần lấy ớt không biết ăn cái đó. Này không tương không? Tiêu không? Còn tương, còn ớt. À lấy cái gì? Lấy gần với viên. Gần với viên. Giá đúng. Gần với viên, gần với viên bà con ơi, gần viên. Cũng bảo vệ gần không? Đây này. Gần với viên luôn. Gần với viên luôn. Bắt chước người ta luôn, gần với viên. Cái này là khách hàng mới nha. Khách hàng mới đó. Cái ngày nào lên cũng thấy có ghé đúng qua rồi, làm tô á. Cũng có ghé cái này nè, gần viên, gần viên. Mối của chị Dung à. Mối của chị đấy. Đi ghé ngồi đi chú ơi. Mai ơi ché cho em tí nước. Nhóc mà chỉ múc một tua là nó cặn liền á. Lèo lèo lèo. Lắm luôn á. Nước lèo nước lèo. Đây cái địa chỉ nghe. Cái nồi. Bỏ xuống dưới đi. Ờ bỏ xuống dưới đi. Sáng nào cũng bán, chị bán cả tuần á, thì chị bán nghỉ có vài ngày Tết à. Còn không biết là năng lượng ở đâu mà chị làm dữ vậy, nhưng mà ngày nào cũng làm á, ngày nào cũng bán, không có nghỉ ngày nào á. Nhưng mà có cái đội món, có thể bò thì thứ tư, mọi người nhớ cái lịch đó rồi lên. Mỗi ăn đem về. Về. Còn ở đây bún bò thì hai bữa, bữa thứ ba và bữa thứ sáu là bún bò. Mỗi về. Nhiều người ăn ở đây lâu rồi nó quen luôn cái lịch, là nhớ luôn cái lịch nha. Tâm bây giờ mà có một cái xe mà bán 25-30 ngàn và là phí, tại vì cao quá thì khu này ăn những nhà ăn đi chị làm phở cho ăn nha, có biết bao nhiêu tiền mà đủ tại bán. Miếng nước đụng vô nó mới đầy mới đẹp được à. Em ơi ớt nhiều hả? Ớt nhiều tô thôi, lấy cái tô được. Nhìn cái nồi nước lèo là hấp dẫn luôn á, cực kỳ hấp dẫn luôn. Tôi phải cho hấp dẫn lên. Có giá là 30 ngàn của tôi, nhưng thì phở thứ tư ở tái bộ viên có giá là 30 ngàn. Quanh là đầy đủ phải không? Giá là 30 ngàn thôi, đó là hủ tiếu. Nãy lấy cái gì? Bò kho. Nãy với gân. 30 ngàn và cái phở là 30 ngàn. Còn lại là các món khác, ví dụ như là bún miếng. Của em xong rồi đấy là giá rồi tiền rồi. Hủ tiếu mì nuôi bánh canh là giá là 25 ngàn. Nhìn như là cái món phở bò vỉa hè thì còn giờ dạo này đã đồng loạt lên giá 5 ngàn, so với trước là 25 ngàn. Trời quá đất. Anh trai. Ủa trời mô Phật cái gì vậy mày? Nhưng mà cái lòng rồi ăn đi từ từ đi. Bắt đầu lo lắng rồi đấy. Từ từ thôi Mai ơi, Mai bình tĩnh cho em đi Mai ơi. Đúng rồi. Cái gì cũng phải từ từ. Mai lòng quá em rối á. Mai đừng làm em rối như Mai. Nè bưng cái tô này đằng kia giùm em. Khi nào để trên kia cũng được, đừng có chùi vô cái chỗ của em. Này không có rau giá, có anh ăn gì tái hả? Nó tắt nhạc rồi đó. Rồi em gái xong rồi bé ơi, của em 90 em ơi. Cho hai phần chị kia 40 đi về luôn. Cái thao bánh phở nữa. Bánh nha. Dạ. Rồi con gái. Gái ơi, quá ngon, không quá ngon khỏi lấy tiền đó. Thêm một phần nữa. Không ngon là khỏi lấy tiền. Nãy có đưa 100 rồi nha. Đưa 100 là giờ hai tô 100 đủ rồi đó.
Không, dễ sợ chưa. Rồi 60 thôi 40 nha. Cái gì Tương? Rồi đưa đưa dao cho ổng đi xong việc. Cái gừng luôn, ok. Rồi. Chán thì không bỏ bịch đem về nhà mà. Ngon quá mà lấy 100 ngàn hai tô mà không chịu đây nè bà con ơi. Ở đây thoải mái hả? Nhà gần mà tranh thủ chạy vô. Rồi cho cái gì rau sống với cái gì vô luôn. Rồi bác Tài ơi, về luôn bác Tài ơi. Cái gì hồi nãy ăn gì quên rồi gân hả? Tái với gân. Có tiền em chưa? Rồi xong rồi. Khỏi thôi đi cũng được, nó mệt quá. Rồi ok luôn, một phần đem về luôn. Bác Tài ơi, bác Tài ơi. Đúng rồi, cái này về vậy. Vợ cưng lắm á. Ăn đi, ăn đi rồi chị chiêu kêu cà phê, phê uống. Chết cha rồi, quá trời quá đất lớn luôn rồi. Rồi cho em thang luôn. Thang vô, thang vô. Ăn đi, ai ăn chưa? Hả? Nãy quay cái tái chưa? Cái gì đem về hả? Thôi, cho nhỏ với ghe phần về cho rồi đi. Đây ở đây có một cái miếng thép rất là đặc biệt ha, bữa nào cũng ghé qua đang đây có cái xe ngồi đi sang luôn. khách đặc biệt của quán gì Dung á, khách đó là khách đặc biệt của chị đó, là phục vụ tận nơi luôn. Rồi, tận nơi luôn á. Ôi, làm xong một phần đó nước đem nè, lại phục vụ tận nơi nè, giấy lau nè, tâm nè. Đấy chưa, đầy đủ. Chị ngồi ăn còn mọi thứ để em lo hết. Đúng rồi, cứ ngồi ăn đi, có chị Mai lo hết trơn rồi, chị đâu có lo. Đó rồi, hình như là bữa nào ghé cũng gặp vị khách đặc biệt này đó. Ừ, đúng rồi. Tại vì ngày nào cũng ăn á. Giấy nước. Tâm. Của mình phải không? Dạ đúng rồi. Rồi nhỏ với ghe về luôn. Rồi tưởng chưa có tiền luôn. Rồi 60k thôi 40. Ôi giời ơi, có tờ 40 đâu, hai tờ 40 đâu. 30 40. Đúng rồi, thối 50 luôn, không? Không có. 170. Tiền thối luôn, rồi cho em gửi luôn anh, cảm ơn. Sếp ăn gì? Mì tái ăn đây hả? À đem đi mì tái không hành. Còn bên này ăn gì? Mì luôn hả? Gói hay gói rưỡi? Mì tái không hành. Đó, bà Mai đâu mất tiêu rồi. Hả? Dạ. Nhắc thôi. Cái nồi nước lèo hấp dẫn quá. Bò viên nó nổi. Ít bánh. Đây dùng cái bò viên nó nhỏ đã nha. Rồi cái phần này đi nè chị Mai ơi, Mai để đó cho em. Có lấy bao rồi. À cái này 40 thôi lại 10 ngàn nè. Rồi ngon không? Quát mà hơi đổ là làm quá trời quá đất luôn rồi. Mai làm gì không? Hả? Dư xăng ghê chưa? Yeah. Đừng khinh quá dữ luôn. Đừng khinh thường. Rồi, ngoài cái tự tin là không có. Chứ sao khoan để cái phần đây ở đây cho em làm cái này một cái đi đã bà con ơi. Để bao nhiêu? Đây 30. Đây ông này đi nè. Ok ok, đợi chút đi, tới đi rồi chừng nào xong tôi kêu. Ớt cay. Vậy mà dám kêu là nhiều gân với tái phải không? Trong cái tô của bà. Rồi biết rồi. Lát cái chị kia cho cô Dân về bịch luôn. Ai? Tô ớt trắng cho cô Dân. Ê, gân với bồ duyên. À gân với bồ duyên, quên tưởng là tái, trời ơi. Không bỏ hành nha. Không lấy hành đem về phải không em? Đúng rồi. Rồi vô luôn bà con ơi, cái này cho cái anh giấy số một cái đi đã. Mỗi của tôi còn kia ít bánh phải không? Ba mươi. Dắt giữa hả?
ngon chưa, chín luôn. Rồi cảm ơn. Đó là thằng của ai đó chị? Cái này cái anh trên xe. À đây 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 đây, đây phục vụ có vị khách đặc biệt đấy. Riêng ăn đây ha. Tới luôn bắt tay. Ồ, vậy đó ha. Cái này mở không? Này anh, dạ, anh thường ăn đây đó ha. Bữa nào thấy cũng gặp á. Rồi có dắt mì gói luôn. Ồ, anh ấy cái chỗ của anh cái đó. Này sau lại có cái bảng cái chuột. Rồi đứng dậy luôn, tới luôn. Nè chị Mai. Ai dắt mì của ai, xem trai của ai ăn gì. Có ai? Đây là cái vị khách rất là đặc biệt của quán chị Dung đây. Anh Nghĩa ơi, tới luôn anh Nghĩa ơi. Ngày nào cũng ghé ra ăn á. Anh thường bán ở đó ở Mai ơi, cho anh Nghĩa một miếng rau luôn Mai ơi. Rồi tiền bạc đem về đi, chút nữa anh em mình tính sao đi. Nghĩa chứ có ai. Anh Nghĩa Bình Định hả? Chơi luôn, hai dắt thì vô làm gì? Làm gì căng? Hai bò với cái này hả? Rồi lên đường luôn, trời ơi, chờ chút nữa tính sổ sao. Món ăn là đem trước, trước mắt luôn. Là giữ 100.000 đi. Rồi chúc anh ngon miệng ha. Rồi rồi cái này xong tới tôi liền. Tới tôi chưa, tới tôi có tôi liền. Cái này mì gói ngoài xe phải không? Rồi cho ngoài xe nè. Vài cọng rau thơm giá rồi vô luôn. Trời quá đây. Tiêu tiêu. Có rồi cho miếng nữa đi. Cái vậy lấy gì nữa? Cái gì mà quýu luôn à trời. Tới luôn, bắt tay ơi, bắt tay tới luôn. Rồi quýu luôn. À cái này của em mì gói nè. Đấy. Rồi tái không. Cái này bỏ cái này xuống giùm em này Mai Mai Mai. Cái này 70. Rồi rồi một gói mì gói vô. 70 nè trai ơi. Tái không cho em này. Rồi rồi đợi chút đi cô Dân ơi. Bỏ xuống giùm em đi anh Dũng ơi, khỏi thối hả? Để ra đi em thối cho, để ra đi, thả xuống, thả xuống. Rồi thả xuống rồi đó, bây giờ mới thối tiền nè. Giờ thối tiền mới là căng nè, thả rồi đó. Ok, nhiều rau, trụng cho em này miếng rau giá nhiều nhiều lên nè. Khỏi trụng luôn đi. Ủa bé bự sao trễ dữ em? Cô Dân. Cô Dân. Hai mấy phần mà đi trễ với em. Hai phần hai chai cầm giùm chị. Rồi đợi chị chút xíu đi chị làm. Đây. Cô Dân, cô Dân. Rồi rồi của anh biết rồi. Cho ảnh giá không đi cũng được, khỏi cần mấy cái kia. Của em ăn gì nữa, có cái gì nữa. Rồi của cô Dân về luôn nè chị đẹp ơi. Anh Dũng còn gì anh Dũng. Rồi rồi anh Dũng xong rồi đi về đi anh Dũng ơi. Có tiền gì không? Rồi tiền bạc xong rồi chia tay anh đi. Chia tay đi. Đúng rồi, có ai xong rồi thì chia tay bớt đi. Nè. Cô Dân đó. Trời ơi trời ơi. Chia ta. Thôi là 15.000 đi ha, 35. Chị. Cầm. 40 thôi là 10.000. Trời ơi, thôi nhiều cũng chịu lấy thấy không? Khách tôi dễ sợ thiệt cái chứ. Nạt tôi nha. Dạ. Tái không anh? Sợ luôn à. Nạt vào duyên tái không gần phải không? Cho miếng tiết luôn ha. Đúng rồi. Đây có hai hai chai. Chế hết dụng được luôn, gì đâu. Anh vừa. Chế nguyên tô nó vô đâu xa đâu. Anh đừng vừa. Không vừa anh có ý kiến vậy kìa. Cái đó là nước tiết đó các bạn. Dạ đúng rồi. Thôi ít nước lèo thôi, anh này anh ăn súp pin nhiều thôi chứ nước lèo anh ít ăn lắm. Anh nấu vàng. Chủ yếu là súp pin. Cho bé bự hai tô luôn. Rồi thank you, video view. Rồi cảm ơn nhiều. Cho bé bự hai hộp đây. À, dưới chị thả đồ quá trời luôn. Quá trời luôn. Xếp, xếp cầm giùm em. Rồi đưa đây. Chú ơi, bỏ chú. Ở không, ở không. Ở không. Lấy 20 đây cho em đưa đây. Nói chung là ở đây hai phần đem về. Có trường hợp chị cho luôn. Tái vào lấy bịch.
đây gần bồ viên một cái tour bún phở bò 30 làng vỉa hè Sài Gòn. Tăng giá này là đồng loạt tăng giá 5.000 đồng người sau đầu năm 2014. Trước là 25.000. Chất lượng ha.